Hello anh em nha, ở Vít Gà đã quay trở lại rồi đây. Và đây là Hà My anh em à. Noel của mọi người như thế nào? Hôm nay Vít Gà và Hà My thì có một xíu thời gian, cho nên đang muốn tìm một nơi nào đó để cùng thưởng thức anh em à. Không khí Sài Gòn. Không khí Sài Gòn hả? Không khí Sài Gòn hôm nay rất là mát mẻ và trong lành anh em à. Thì sau một thời gian tìm hiểu á, Vít Gà chọn một nhà hàng cũng khá là nổi tiếng ở Sài Gòn có tên là Kitso. Ok, bây giờ mình vô thử nha. Mình phải rửa tay sạch sẽ anh em ạ. Đây ha. Chị cho em xin cái menu nha. Em cảm ơn chị. Bò thì tụi em có bò cái đô này là ngon nhất, là bò này là bò Nhật. Tỷ lệ con mỡ rất là cao, cái bò này mình rất là tốt. À vậy ok, bây giờ cho em một phần gan ngỗng nè. Dạ. Một bò Hokkaido. Dạ. Rồi cá tuyết. Một cá tuyết Alaska. Tôm hùm. Một tôm hùm ha. Như đây chắc cũng khá là no rồi đó. Hello anh. Chào bác sĩ. Chào mừng cả nhà đến với nhà Kitso. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hùng nha. Cắt. Anh đi liền mọi người ha. So Merry Christmas. Hay quá. Đi. Nóng không? Nóng không? Nóng không? À, nóng mà không sao anh. Cho em cái nữa nha. Cái nữa hả? Cho em, cho em bắt, cho em bắt cái. Thôi giờ, giờ thì cho em xin một cái nha. Ấm. Ấm ấm, ok, thôi được rồi. Hay quá anh ơi. Merry Christmas. Đã ghê anh em. Chuối xanh à. Anh Vít Gà đang nóng lòng lắm rồi anh em à. Đây. Hấp dẫn ghê. Cái chuối thôi. Noel mà đi ăn như thế này là đúng bài luôn á anh em à. Hấp dẫn quá ha. À, nướng món cá này mọi người. Cá đây mình có nêm gì không anh? Có, mình có nêm muối và tiêu. À. Cá này gọi là cá tuyết Alaska đúng không ạ? Nếu mọi người ở đây thì mọi người sẽ ngửi thấy cái mùi rất là thơm nè. Nó phảng phất vào đây. Thơm quá trời. Chắc đẹp đấy ha. Chắc quả chuối à. Ăn cái này lát nữa mình làm là chín kỹ luôn không anh? Đúng rồi, mình phải làm cá chín. Rồi, tiếp. Thôi đừng mở đây nha. Hay quá trời, thật sự nó rất là hấp dẫn luôn nè. Mà Mít Gà nhìn mà không thể nào mà kìm lòng được luôn á. Đây là món nãy giờ mà Mít Gà không chờ đó. Lady first, lady first. Cảm ơn anh. Ngon lắm á. Tuyệt vời. Món này được gọi là nghe ngỗng nha. Bếp nóng lắm luôn á, bỏ lên cái sờ sờ liền. Mì có bơ tỏi rồi nhá. Có sốt rong biển này cho gan gõ. Hấp dẫn ha. Thơm quá. Ngồi đây những món này đều có một cái hương nó khác nhau. Mình có thể cảm nhận rất là rõ nè. Giảm đi cái vị ngậy của gan gõ. Dạ. Nhìn hấp dẫn ghê luôn á. Đây. Dạ em cảm ơn. Nhiều. Anh đồng bếp nói là món này là một món rất là đặc biệt luôn. Nhưng mà trước mắt mình sẽ thử món này nha. Nó béo nhưng mà không phải kiểu mình ăn vô mình thấy ngán, mà mình ăn vô nó rất là nhiều mùi vị trong mình. Đây là gần có tôm hùm ha. Mọi người nhìn hấp dẫn ra ha. Xèo 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 xèo. Hấp trong 2 tiếng ha. Ta lỡ 2 tiếng mình sẽ chơi một trò chơi nhỏ đó luôn ha. Và sau mình gửi ha. À dạ. Em trước đi. Em trước. Anh ơi lỡ nó rớt bể sao anh? Không sao, mình đi tắm xong mình quay lại mình quay tiếp hả? Lỡ nó dính vô tường thì sao? Cũng không sao luôn. Bây giờ anh với em thi đấu đi. Không. Thi đấu coi ai rớt rồi đó thắng hả? Em nha, em nha. Mày trước nè. Nhớ nhau cái mũ ha. Dạ. Rồi, 1, 2, 3, 2, 3. Hay quá rồi. Tên Vít Gà mà ném không vô thì cũng không biết như thế nào nữa nè. Trong cày và anh đồng bếp nha. 2, 3. Không vô thiệt. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Lại lại nha, lại lại. Cái mũi em nha. Vậy mà quan sát được hả? À, cảm ơn anh. Quan sát bắn đâu trúng đó, nhưng mà ném trúng một phần rồi. Riêng cái pha này Vít Gà không quan sát được, nhưng mà Hà My lại quan sát được. Đồ bếp ngồi hồ hôn.
Xem đó là phải đi tắm rồi. Ôi, nghe mùi tôm thơm quá mọi người. Rồi, đấy, em mùi tôm nãy giờ là mùi này rất là rõ ràng nhất luôn á. Anh ném quả trứng hết 2 tiếng luôn rồi kìa. Nãy giờ là 2 tiếng trôi qua rồi đó mọi người. Đó là bổ nhất luôn á. Cần nướng tôm thêm 2 tiếng nữa hả? Đổ dầu vô giống nhìn giống nuôi lửa ha. Tắt điện nữa nha. Tắt điện à? À, chuẩn bị có một màn. Chuẩn bị nổi lửa. Tôi thấy mà mỗi lần mà tắt đèn là chuẩn bị là nổi lửa rồi anh em ạ. Xe lửa, xe lửa. À tới xe lửa rồi hả? À tới xe lửa rồi. À bây giờ mình bắt phong mai lên nè mọi người. À hấp dẫn chưa? Cái là hơi run tay rồi đấy. Không sao, chúng ta sắp được thưởng thức món mới rồi anh em ạ. Đang rất là nóng lòng đợi món này luôn anh em. Wow. Cảm ơn anh. Dù phô mai rất là béo luôn anh em ạ, rất là thơm luôn. Và ăn thêm tôm nó rất là ngọt. Thịt của tôm rất là ngọt anh em ạ. Thịt tôm hầm của Việt Nam mình số 1 luôn á. Anh có thể giới thiệu về loại bò này không ta? Đây là bò về của tỉnh Hokkaido ha. Hokkaido. Như mọi người đã biết rồi thì nó sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng rất là kỹ lưỡng. À, nó được chăm sóc là kỹ lưỡng. Đúng rồi. Với một trong trạng rất là thoải mái nên nó tạo ra cái thứ thịt và cái thứ mỡ nó đều hơn. Tại vì cái phần mỡ với phần thịt á nó xen kẽ với nhau á. À. Nên là ăn nó mềm á. Nhìn anh cắt ngọt chưa? Nhìn cắt ngọt kìa ha, cắt điêu luyện ghê luôn á. Anh chỉ quẹt cái thôi là nó ra. Quẹt nhẹ thôi nè, nó giống như là mình nó giống như mình cắt bánh kem vậy á. Không giống như mình cắt lên một thớ thịt cho lắm. Thì hấp dẫn ghê luôn. Đã ha. Em đến quán này ăn là vì món này. Vì món này. Em thích ăn bò. Thật ra nãy giờ Bích Ca chưa cảm thấy no gì hết anh em ạ. Ăn món này Bích ăn tới ngày mai chắc cũng không có không hề ngán luôn á. Ăn luôn nha. Phần của Bích Ca sắp ra rồi anh em ạ. Bích Ca đang rất là ngóng chờ luôn á. Vừa rồi em cảm ơn. Rồi bây giờ Bích Ca sẽ ăn thử một miếng nha. Sau khi Bích Ca ăn thử bò Hokkaido thì thấy nó rất là khác biệt so với bò bình thường. Đó này một bò rất là những cái sớ thịt cắn rất là dễ luôn em. Nó rất là ngọt, nó ngọt hơn rất là nhiều so với bò bình thường á. Nó tan luôn á. Nó giòn tan. Ủa? Không có giòn. Mềm tan luôn. Mềm tan. Mềm tan. Ui, hay như ta. Được không? Anh làm được không? Bích Ca sẽ thử tay nghề nha. Là đập xuống, đổ lên, vào, hết, xuống. À, rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Bây giờ là tới phần của Hạng My nha. Ê, cái này hả anh? Đúng luôn. Em là hết là bay thẳng vô. Mình có phải lựa trứng để cái trứng nào nó dễ. Đúng rồi, mình phải lấy cái quả nào nó nứt rồi ấy, để mình chơi cho nó vỡ cho nó vui. Cho mình làm mẫu lại không hay là bạn chơi luôn được? Chắc được anh. Bỏ xuống xong rồi kéo qua hất lên đúng không anh? Đúng rồi, lúc nào mình làm không có quả trứng thì cũng dễ. Đừng hất lên cao quá nha. Dạ. Chắc chưa? Dạ rồi. Để tắt như nào nha. Rồi kéo vào quả trứng. Rồi hất lên. Hạ xuống. À, sắp được. Cho em thử lại một lần nữa. Cố lên nha. Em mà làm được thì có gì? Em mà làm được là anh có quà cho em luôn. Thiệt luôn. Dior. Em làm được Dior nha. Dior okay nha. Ok luôn, Dior luôn. Dior. Cái lúc nãy là bạn hơi bị chéo cái phần này á. Nó chạy. Cái khi mà nó xuống là mình thả này nha. À. Đúng rồi. Dạ. Cái gì nó cũng có bí quyết của nó mọi người ạ. Dior chia đôi ha. Dior. Em cho anh cái hộp. Ok. Vào. Hết nào. Xuống. Wow. À. Đi nha. Anh có lời khen cho em. Đi ơi. 5.000. Chuyến này chết rồi mọi người ạ. Chuyến này là đi ơ rồi. Tính ra là làm bể càng nhiều thì được ăn càng nhiều. Càng nhiều kiếm cho cơm đấy. Mẹ quá. Anh làm mấy vòng luôn chứ phải như mình đấy. Ok. Wow. Ôi
có súp này mọi người. Súp gì đây ta? Mì xôm. Thì đây là hóa đơn của bữa ăn của Mika hôm nay nè mọi người. Tổng cộng là 8 triệu 3 nè. Giờ Mika đã thanh toán ha. Ừ. Ok, thì sau khi ăn ở nhà hàng Kitso xong thì Mika và Hạ My thấy cũng khá là no nữa em ạ. Bây giờ chắc Mika và Hạ My sẽ đi dạo quanh Sài Gòn một vòng để cho nó mát mẻ rồi Mika và Hạ My sẽ về làm việc tiếp. Thì hẹn gặp mọi người ở vlog tiếp theo nha. Chúc mọi người một ngày vui, Noel vui luôn nha. Bye bye anh em. Bye bye anh em, mình đi mua Dior đây. Dior. Ok.